đã chọn ngài là hạnh phúc của con đã chọn ngài là cuộc sống của con, lối đường con đi có ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về ngài, đời con xin mãi thuộc về ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của ngài, tất cả dành cho ngài mà thôi. Con đã chọn ngài là cùng đích đời con đã chọn ngài. Sáng nay chúng ta cùng quây quần trong nhà nguyện tòa tham dự thánh lễ phong chức phó tế cho 16 chúng sinh giáo phận Sơn Lộc và một nam sĩ hộ tăng nguyện Điện Đức Thiên Bình. Chức phó tế mà các thầy đánh dẫn hôm nay là một trong ba cấp bậc của chức thánh là giám mục, linh mục và phó tế mà Chúa Kitô đã thiết lập để trao cho những người được chọn tiếp tục công cuộc cứu độ của người nơi trần gian. Các phó tế được đặt tay không phải để đánh dẫn chức tư tế nhưng là để phục vụ. Nhờ ân sủng của bí tích, các phó tế hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn phục vụ chân Thiên Chúa trong việc phục vụ bàn thờ, giảng dạy và thực thi bản tài. Thầy còn được mời gọi để sẵn sàng phục vụ mọi người và mọi thờ trong công việc thăng tiến công bằng xã hội và xây dựng sự nghiệp nhất trong hội thánh. Để chú toàn sự nghiệp cao cả này, các thầy cần có đời sống nội tâm sâu xa, một đời cầu nguyện thắm thiết và một nỗ lực không ngừng để đến gần Chúa Giêsu, đừng để không để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá trị muôn người. Xin cho các thầy có thể cảm nhận sâu xa tình thương của Chúa và một đời các thầy luôn tỏ sáng lòng thương xót đối với mọi người, nhất là với những người khổ đau bệnh tật. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta được vững mạnh trong đức tin và lòng mềm, vượt thắng được xu hướng tục hóa đang xâm nhập chúng ta, để luôn sống với Chúa bằng lòng mềm đơn sơ chân thành và sống với mọi người bằng cư xử đầy lòng thương xót, rất được khoan dung và thành yêu. Giờ đây chúng ta cùng hân hoan bước vào thánh lễ tối tâm tìm tạ ơn và
Thưa cùng
trong đàn nguyện thiên bình. Quý bà cố, quý cha nhớ phụ, tất cả chúng ta đang sống trong cái niềm vui thánh thiêng của đoàn xe Chúa tụ họp lại. Vì Chúa kêu gọi đến cho Chúa để cùng nhau tham dự thánh lễ, ban chúc phong tế cho các người thân yêu của chúng ta, 16 thầy của đàn chủ viện Xuân Lộc và một thầy của đàn nhạc Thiên Bình. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những lời gọi này, và chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu này của chúng ta được sống hạnh phúc trong lời gọi của mình, biết cảm tạ Chúa vì ơn gọi thánh hiến linh mục cho bạn chọn, và được ơn sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để thi hành những sứ vụ mà Thiên Chúa qua giáo hội sẽ trao cho trong cuộc đời thánh hiến là phó tế hôm nay và trong thời gian sắp tới này sẽ là các linh mục của Chúa. Chúng ta xin đứng lên thay của các linh mục cầu bảo cho những người thân yêu của chúng ta đây được mọi ơn cần thiết để sống hạnh phúc ơn gọi linh mục của mình, và xin chúng mẹ đồng hành với tất cả chúng ta trong thánh lễ trên chiếc phó tây hôm nay. Và kính thưa các bạn phục vụ, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn chúng ta trước tiên khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, và với lòng ăn năn hối cải và tin tưởng và lòng nhân từ thương xót của Chúa, chúng ta xin Chúa tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Con tôn vinh Chúa, chúng con cảm ơn.
đó là việc Thiên Chúa đang thực hiện cho dân mới, là hồ thánh của Ngài giờ đây. Bài trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy bỏ chi tộc Lê-vi lại và trình diện trước mặt tư tế A-a-ron để họ phục vụ và chăm sóc ông, đồng thời thi hành những gì liên quan đến việc phục tử của cộng đồng trước nhà tạm bảo chứng, gìn giữ các đồ vật của nhà tạm và chu toàn những gì thuộc chức vụ mình. Ngươi sẽ thánh hiến các thầy Lê-vi cho A-a-ron và cho con cái ông, chính con cái Israel đã giao phó họ cho cha con ông A-a-ron. Ngươi sẽ đặt A-a-ron và con cái ông lên chức vụ tư tế. Người ngoài cuộc tiến đến lo việc phượng tử sẽ phải chết. Đó là số môn đồ gia tăng nên xảy ra việc các người Hy Lạp
trách các người Do Thái vì trong việc phục vụ hàng ngày người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ, nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: chúng tôi bỏ việc trao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cả đoàn thể đều tán thành lời cả nhà và chọn Stephano, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Proco, Nicano, Timon, Bapnea và Nicola quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ, các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Đó là lời xin mời quý thầy đến trước pho tế.
thầy Phêrô Phạm Trọng Quang, thầy Luce Trần Tuấn Hải, thầy Luce Nguyễn Đức Huy, thầy Vinh Sơn Phạm Trung Dũng, thầy Luce Nguyễn Duy Khương, thầy Phao Cô Nguyễn Duy Thiên, thầy Luce Đào Công Lập, thầy Luce Nguyễn Xuân Dương, thầy Martino Nguyễn Đức Thắng, thầy Phêrô Phạm Đông Hòa, thầy Đăng Minh Hạnh Phạm Doãn Diên, thầy Luce Nguyễn Duy Phượng, thầy Lê Minh Tô Lê Phương Quyền. Kính thưa cha, hội thánh là mẹ chúng ta xin cha phong chức phó tế cho những anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Nhờ ơn Thiên Chúa, sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức phó tế. Xin anh chị em hãy chú ý nhận định chức vụ các thầy sắp lãnh nhận đây quan trọng thế nào. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần Thiên Sư, các thầy sẽ giúp những giám mục và các linh mục của Ngài, đồng thời tỏ mình là đưa tới mọi người trong chức vụ rao giảng lời Chúa, phù nát với bàn thờ và thực thi bàn ái. Các thầy sẽ giúp việc bàn thờ loan báo phúc âm, chuẩn bị lễ tế, trao mình và hóa thành Chúa cho dân. Ngoài ra, theo lệnh của giáo mục, các thầy sẽ khuyên bảo lương dân như giáo dân, dạy giáo lý, chủ tọa dự kinh, ban phép rửa tội, chứng kiến và chúc lành, phép hôn phối, đem của ăn đàn cho người hợp phối, chủ sự nghi thức hạn đàn. Nhờ việc đặt tay do các công đồ trẻ, các thầy được thánh hiến và liên kết chặt chẽ hơn với bản thân. Nhân ra những giấc mộ hay lên một quản sứ chu toàn chức vụ bạc ái. Nhờ ơn Chúa giúp, các thầy cũng làm mọi công việc ấy để anh chị em nhận thấy các thầy quả thật là môn đệ của đấng không đến để được phục vụ nhưng đến để phục vụ. Anh chị em hãy cầu nguyện cho các thầy bền trí trong quyết định quảng đại vui tươi và can đảm trong đời sống phục vụ, lòng trí hẳn hướng về Chúa là đối tượng để tôn trọng, kiếm tìm và yêu mến trong bất cứ người nào, ở bất cứ đâu và trong bất cứ công tác của Ngài. Phần thứ Thầy sắp đến nhận chức phụ tế. Các con hãy nhớ người là phụ tá của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã đến để phục vụ, đấng đã xuống dưới các môn đệ như người xuất hiện, dù người là chủ và là thầy. Các con phải có tâm hồn khiêm nhường thực sự từ trong tư tưởng đến thay đổi lời nói và cách xử sự bên ngoài theo tinh thần của Chúa Kitô. Mỗi khi chúng con không được tôn trọng, mỗi khi chúng con bị la rầy, có thể là quan, các con hãy lợi dụng những gì đó để sống tinh thần khiêm nhường. Con phải nhỏ đi thì Chúa mới lớn lên được ở trong lòng đoàn dân của Chúa. Và những anh chị em chưa nghĩ là Chúa mới có thể nhận được Chúa là đấng cứu thế. Chúng con cần phải nhỏ đi
trong lòng chúng con. Và cảm tạ Chúa khi những không được hỗ trợ, khi những không được hiểu theo đúng ý. Rất quan trọng tình cảm khiêm nhường, thôi phải nhỏ đi thì Chúa mới có thể lớn đi được. Tôi phải nhỏ đi thì người ta mới có thể nhìn được Chúa qua tôi trong sạch và vô vì lợi. Phải là tư cách thứ hai trong đời sống phục vụ của các con. Nó loại trừ khỏi đầu óc các con hội nghĩ thuộc lời vật chất, hư danh và tình cảm ở đây. Người phục vụ vô vì lợi sẽ bằng lòng chấp nhận mềm cảm, vất vả, hy sinh thời gian, sức lực, quyền lợi và cả thái độ vô ơn với những người phục vụ và công việc những hy sinh thiệt thòi đó mà thôi tiếp tục phục vụ. Chúng con trong tình này đã được nhắc nhở, hướng dẫn, luyện tập và nhớ luôn lời Chúa, thanh thoát khỏi tất cả chỉ có Chúa. Những việc khác Chúa ban cho tạo được Chúa không có không sao, thanh thoát khỏi tất cả. Để lòng chúng các con trong sao không đi ra được và dành trọn thời giờ cho đời sống phục vụ các linh hồn giáo hội. Mẹ chúng ta đã đòi buộc các con tự nguyện sống độc thân trong sạch suốt đời, cả về tình cảm phải thanh thoát trong tình cảm, thương yêu mọi người, trân trọng tình cảm của mọi người, nhưng không đi làm của người bất cứ tình cảm của bất cứ ai, thì chúng con mới phục vụ Chúa thành con tất cả. Một trận giáo hội cũng trao vào tay các con nhiệm vụ đọc kinh nhận tụng hàng ngày, biểu thị cho đời sống cầu nguyện. Chúa gì các con nên trung thành, mực thước và sốt sắng thi hành phần vụ này. Để nhờ đó, khi chiêm ngắm vô ương và lời dạy của Chúa, các con sẽ được phúc cảm hóa và ban ơn giúp các con sống phản và trung thực vì lòng yêu thương của người giữa anh chị em của mình. Đồng thời, khi các con rao giảng tin mừng cho người khác, các con không bị kết án là những người nói và không làm. Trái lại, các con sẽ trở thành những phát ngôn viên trung thực và chia sẻ cho anh chị em mình những xác tín của chính mình về Chúa và về phúc âm. Tôi tin rằng của thánh tôn như mầu nhiệm được trình bày là mầu nhiệm đã được chứng ngắm, yêu mến và theo những gì về Chúa con truyền đạt cho người khác thì phải được chiêm ngắm trong lòng, và các con phải cảm thấy yêu mến những điều đó, hạnh phúc vì được biết những điều đó và đã áp dụng vào đời sống của mình. Chứ gì, sau một cuộc đời phục vụ như vậy, các con sẽ được Chúa khen thưởng là những người phục vụ tốt và trung tín, để Ngài cho vào chung vui với Ngài muôn đời. Trước khi lãnh nhận chức phó tế, các đi trước phải công khai nói lên những bốn nhận lại và quyết tâm thực thi nhiệm vụ sắp được trao phó. Các con vẫn thành mến, trước khi lên chức phó tế, các con phải tuyên xưng trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Vậy, các con có muốn được thánh hiến do việc đặt tay của cha và ơn Chúa Thánh Thần để thi hành thừa tác vụ của hội thánh không? Các con có muốn chu toàn nhiệm vụ phó tế với lòng bác ái khiêm nhường để trợ giúp hàng tư tế và hướng dẫn giáo dân thăng tiến không? Con muốn.
các con cũng muốn gìn giữ bộ nhiệm đức tin trong lương tâm ngay thẳng như thánh công đồ dạy và rao giảng đức tin ấy đúng phúc âm và truyền thống của hội thánh bằng lời nói và việc làm không? Các con là những người đã sẵn sàng giữ sự độc thân, các con cũng muốn suốt đời giữ quyết tâm này, làm bằng chứng các con đã cống hiến tâm hồn mình cho Chúa Kitô vì nước trời để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại không? Tất cả các con cũng muốn gìn giữ và gia tăng tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của các con, và trong tinh thần ấy các con cũng muốn trung thành chu toàn các sở kinh phục vụ theo điều kiện của các con, làm một với dân Thiên Chúa để cầu nguyện cho họ và cho toàn thể thế giới không? Các con sẽ chạm đến mình và máu Đức Kitô trên bàn thờ. Vậy các con có muốn không ngừng sống đọc theo mẫu gương của người không? Đôi tay tiến chức chất lại trong đôi tay của giám mục chủ con, hề nữ công phục giám mục giáo phận cũng là công phục Chúa Kitô. Nó là điều kiện của sự hiệp thông với hội thánh và là bảo đảm cho hoa trái thiêng liêng của đời phục vụ. Còn có hứa kính trọng và công phục cha cùng các đấng tế vị chồng, thưa con hứa, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có ước kính trọng và công phục giáo hội giáo phận, con có ước kính trọng và công phục cha cùng các đấng tế vị cha hồng, thưa con hứa, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành rồi đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và công phục cha cùng các đấng tế vị cha hồng, thưa con hứa, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành rồi đã khởi sự nơi con. Con quyết sống cuộc đời
Thank you.
xin Chúa luôn hết thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục vụ Chúa. Thank you.
kính mời cầu nguyện đừng hiệp lòng cầu nguyện với đức giám mục trong lời nguyện con đức chính. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, xin nhớ lời chúng con. Cha là đấng ban phát các ơn, phân phối các phẩm hạnh và xếp đặt các chức vụ. Cha không hề thay đổi mà vẫn cách đất bản phận. Từ muôn đời Cha đã quan phòng xếp đặt mọi sự. Cha đã nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con là lời, là sức mạnh và khôn ngoan của Cha, là ban phát những điều thích ở cung thời cung lung. Thân thể người là hội thánh của Cha, được phân biệt với nhiều hơn thiêng và liên cơ với nhiều chi thể hiện nhân cách kỳ diệu nhờ Chúa Thánh Thần. Cha đã ban cho thân thể ấy tăng trưởng và chiên nở thành nền thờ hơi mê ông lớn. Bằng các quyền vô thanh, Cha tiết lập ba cấp cửa khiên, ba cấp cửa tác viên phục vụ danh Cha. Như Cha đã chọn con cháu Lê Vi từ thuở đầu để chu toàn cửa các vụ nơi đền thánh cũ. Cũng vì thế, thời hội thánh sơ khai, các tông đồ của con Cha được Chúa Thánh Thần tác động đã chọn bảy người con tiên tôn giúp đỡ các ngài trong cửa các vụ thường ngày, để các ngài có thể chuyên tâm hơn cho việc cầu nguyện và áo giang. Các ngài đã cầu nguyện và đặt tay trên những nên đặt tay lên đầu những người được chọn ấy, rồi giao phó cho họ các vụ bàn ăn. Lạy Cha, chúng con đã xin Cha tay thương cũng nhìn thấy các đôi tay Cha đây mà chúng con khiêm tốn phong lên chức phó tế, để họ sẽ phục vụ bàn thánh Cha. Lạy Cha, chúng con lại xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ người các thầy được bay ơn Cha thiên sư sẽ trung thành thi hành nhờ các phục vụ. Xin cho các thầy được dồi dào các nhân đức phúc âm, chân thành yêu thương, lo cho các người bệnh và người nghèo, khiêm tốn thi hành hiền đức, sống đời trong sạch, tuân giữ kỷ luật đời sống thiên nhiên. Xin Cha cho nên sống các thầy chưa phải được Cha, để nhờ làm gương về cách ăn nếp ở, các thầy được dân thánh nói theo, và khi đeo bằng chương lương tâm tốt lành, các thầy được kiên trì và vững mạnh trong Đức Kitô, cũng như ở trần gian, nói gương con Cha là thân không nên để được phục vụ, nhưng để phục vụ các thầy đang được cùng người không chỉ trên trời, người là thân hàng sông và hiện trí cùng Cha, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần nên muôn thua muôn đời. Amen. Xin mời các tân phó tế đến kính mời cộng đoàn ngồi. Phần thứ ba, nghi thức diễn nghĩa trao tay phó tế. Kể từ lúc này, các thầy đã trở nên những phó tế. Các thầy sẽ thi hành thừa các vụ phó tế trong hội thánh dưới sự điều hành của Đức Giám Mục, chờ những hạng linh mục trong việc phục vụ chân thành. Giờ ngoài phó tế mà giờ đây các thầy đã nhận sẽ tỏ rõ nhiệm vụ của thầy trong cử hành phục vụ. Thank you.
Yeah.
nghi thức phong chức phó tế đã hoàn tất. Giờ đây chúng ta bước vào phần phục vụ thánh thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con một cha đã muôn đời chân cho các môn đệ để làm gương cho chúng con. Chúng con lại xin cha thương nhận lễ vật phụng thờ của chúng con khi dâng mình làm lễ vật thiêng liêng, được đầy tinh thần khiêm nhường và cần mẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Những người này làm gương cho dân cha bằng đức tin, nuôi dưỡng họ bằng lời cha và bổ sung cho họ bằng nghi tin. Khi phó bằng xong mình cho cha và cho phần bồi các anh em, những người đó cố gắng lên trong hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế lời cha cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô mà xưng tôn cha bằng. Thank you.
Amen.
Thank you.
Quý cha Quảng Hà, quý cha giáo và quý cha. Kính thưa quý thầy, quý dì, cha mẹ, quý chức ban hành giáo, quý thân nhân và quý nhân viên. Trước tiên với tâm tình đầy tràn niềm vui, chúng con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, lời khen và cảm tạ vì hồng ân thánh chức phó tế hôm nay. Trước hồng ân bao la của Chúa, càng lớn nhận, chúng con càng nhận ra sự hữu hạn bé nhỏ nơi con người trưởng chúng con, để từ đó chúng con chỉ biết cậy dựa vào tình yêu vô biên của Ngài, và để phần nào đáp lại lòng yêu thương nhân hậu ấy, chúng con nguyện nước sống theo lời mà Đức Cha Giáo Phận đã trao cho chúng con trong thánh lễ hôm nay. Tin điều con đọc, dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy. Đây thật là kim chỉ nam vững chắc cho mấy anh em chúng con khi thi hành sứ vụ của người tôi tớ phục vụ lời, thừa tác viên của các hội nghị thánh và thừa tác viên của Đức Ái. Thứ đến với tâm tình con thảo, chúng con xin tri ân Đức Cha Giuse, người cha và người thầy của chúng con. Bao năm qua, Đức Cha đã yêu thương, dạy dỗ, cầu nguyện, nâng đỡ từng anh em chúng con trên hành trình ơn gọi. Đức Cha đã thao thức với cả tâm huyết để hun đúc cho anh em chúng con ngày càng say mến Chúa, hạnh phúc trong ơn gọi, thương yêu tha nhân và ăn say hiện hành trong mỗi sứ vụ Chúa trao. Hôm nay, Đức Cha đã hôn chọn gọi chúng con lên thánh chức phó tế, để từ nay chúng con phục sự Chúa và phục vụ dân của Ngài. Với tâm tình kính mến, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Đa Minh. Trong những tháng năm tu học dưới mái trường chủng viện, chúng con luôn được Đức Cha quan tâm, nâng đỡ, cầu nguyện và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để chúng con an tâm tu học. Và giờ này, chúng con vẫn được lãnh nhận bao ân phúc nhờ những lời cầu nguyện âm thầm của Đức Cha, và chúng con càng cảm nhận nơi Đức Cha gương sáng đức tin và lòng mến đồng nàng. Xin Đức Cha thương tiếp tục cầu nguyện để chúng con từng ngày trở nên những phó tế xứng đáng hơn với lòng Chúa thương xót. Với tấm lòng tri ân của những người học trò, những người con trong giáo phận, chúng con xin tri ân Đức Cha Gioan. Dẫu rằng hôm nay Đức Cha có thể hiện diện với chúng con, nhưng chúng con tin rằng chúng con vẫn hiện diện trong trái tim và lời cầu nguyện của Đức Cha. Chúng con xin hết lòng tri ân lên Đức Cha là người thầy, người cha cặp kỹ của anh em chúng con. Chúng con xin tri ân Đức Ông Vinh Sơn, cha giám đốc cùng quý cha trong ban giám đốc đại chủ viện, cha viện trên đang viện viện Đức Thiên Bình, quý cha đồng hành, quý cha linh hướng và quý cha giáo. Suốt những năm tháng qua, chúng con đã được quý cha thương mến, hướng dẫn bằng tình thương của người cha, sự nghiêm túc của người thầy, và cũng thật gần gũi như người bạn. Nhớ lại thời gian đã trải qua đời sống dân hiến, chúng con càng cảm nhận sự dìu dắt khôn ngoan và đầy lòng nhân ái của quý cha qua những kinh nghiệm quý báu mà quý cha đã thụ huấn cho chúng con. Nhờ vậy, theo tháng năm, chúng con dần trưởng thành hơn trong nhân cách, lãnh hội thêm nhiều tri thức và thăng tiến trên con đường tu đức để sẵn sàng dẫn thân cho sứ vụ phụng sự Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha nghĩa phụ, quý cha xứ nơi quê nhà, quý cha trong tòa giáo phục, quý cha xứ nơi chúng con đang thực tập mục vụ và quý cha liên hệ đã thương hướng dẫn động viên và chia sẻ cho chúng con những kinh nghiệm thiết thực của đời mục vụ cũng như đời dân hiến. Hòa chung tâm tình tri ân, chúng con chân thành cảm ơn quý vị, quý nhân viên phục vụ tại đại chủ viện và tòa giám mục về sự hy sinh phục vụ các âm thầm cho chúng con cũng như quý thầy các cô học tại đại chủ viện. Đây thật là bài học sống động và quý giá cho chúng con trong sứ vụ phục vụ tha nhân. Một cách đặc biệt, chúng con xin ghi khắc công ơn trời biển của cha mẹ, các anh chị em trong gia đình. Chẳng sao kể hết những vất vả khó khăn mà cha mẹ đã gánh trên vai để nuôi dạy chúng con thành người, thành con Chúa. Cụ lão chính chữ, chúng con luôn khắc ghi: kính thưa cha mẹ, ơn gọi của chúng con được lớn mạnh là nhờ vào gương sáng đời sống đức tin cùng với những lao nhọc trong đời sống thường ngày của cha mẹ. Niềm vui hồng ân phó tế của chúng con hôm nay đã được kết tinh từ những mong ước thánh thiện và nhất là lời cầu nguyện âm thầm mà cha mẹ liên tục dâng lên Chúa mỗi ngày. Chúng con được xin ân sủng tình thương và lòng nhân hậu của Chúa mãi hiện diện trong gia đình. Chúng con xin chân thành cảm ơn gia đình Linh Tông, quý chức ban hành giáo, quý thân nhân và quý ân nhân đã luôn nâng đỡ và khích lệ chúng con trên bước đường dân hiến. Kính thưa quý đạo sĩ và anh em thủ sinh, đặc biệt anh em cùng lớp rất thân mến, là những người bạn đồng hành trên bước đường dân hiến, chúng ta đã cùng cầu nguyện, học hành và làm việc với nhau. Ước gì những kỷ niệm của tháng năm dưới mái trường đại chủ viện và đan viện thăng hoa thành nếp sống đẹp, thành lời cầu nguyện cho nhau để chúng ta luôn cảm niềm hạnh phúc trong ơn gọi và sống nhiệt thành nơi sứ vụ Chúa theo. Chúng con cũng chân thành cảm ơn quý sơ, quý tu sĩ nam nữ bằng cách này cách khác đã âm thầm cầu nguyện, khích lệ và chia sẻ cho chúng con nhiều cảm niệm quý giá trên bước đường bộ tin mừng. Kính thưa đức cha, đức ông Vinh Sơn, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chủ viện, cha mẹ và toàn thể quý vị, nhân dịp năm mới kỷ hợi sắp đến, chúng con xin kính chúc đức cha, đức ông, quý cha và tất cả mọi người một năm mới tràn đầy ân sủng và trong hồn luôn tràn ngập niềm vui của người chứng nhân tình yêu, chứng nhân cảm thương xót Chúa ở giữa đời. Sau cùng, để hiểu lộ niềm vui và biết ơn, chúng con kính dâng lên đức cha chúng xe đám hoa tươi, xin đức cha thương vui nhận. Có chức phong tế, 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 có
vui mừng cảm tạ Chúa và cũng cảm ơn Chúa con đã bảo ta đã trả lại lời bảo vệ của Chúa để trở thành cái dấu chỉ của tình yêu của Chúa và cái phương thức thực hiện cụ thể. Qua đó Chúa có thể thi đấu tình yêu và tôn chúc độ còn lại cho đoàn dân của Chúa. Cho nên cho muốn thay mặt cho tất cả các bạn cảm ơn chị con và cho con được đại diện trước pháo tế ở trong thế gian và giáo phận của chúng ta đang cố gắng ở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa để truyền đạt lòng thương xót đó cho nhau và cùng nhau đi truyền đạt lòng thương xót của Chúa cho mọi người tất cả hăng cùng ngõ hẹn của cha đây không phải là một điều là một năm mà nó là cái cuộc sống của chúng ta cho nên chúng con được lãnh nhận thực phó thế ở trong cái thời gian này ví dụ nhất của cha phật chúng ta là thương xót đón nhận là thương xót của Chúa để truyền đạt cho nhau lòng thương xót và cùng nhau truyền đạt lòng thương xót đó cho toàn giáo phận cho anh chị em được sống giữa chúng ta anh chị dân dân từ các nơi về thì xin chúng con là những người nhận chức giáo tế trong thời điểm này và sẽ lại nhận chức linh mục cũng ở trong những thời gian là giáo phận tất cả họ đang cố gắng giữ thân để học để nhận để học là từ sau của Chúa chúng con là những người rất tích cực ở trong hành trình này để làm cho các gia đình trở thành dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa, các giáo xứ giáo phận trở thành thánh điện của lòng thương xót. Kính thưa công và cô, giáo phận đàn viện tháng một công và cô đã dâng con mình cho Chúa để con mình có thể phục vụ Chúa, dâng hết trọn cuộc đời mình cho Chúa để lo công việc của Chúa. Lo cho những thần dân mà Chúa sẽ trả cho cảm ơn Chúa bà con và xin Chúa bà con tiếp tục khích lệ thúc đẩy các con cái lưu hiếu trọn vẹn cuộc đời của mình và phục vụ Chúa nếu nữa đã có một con nào mà cứ thích trở về nhà cứ mãi mãi như chuẩn bị lòng được cho Chúa con đi lo được cho Chúa con cha mẹ dâng con cho Chúa để lo được của Chúa cha mẹ để cho Chúa lo, xin con và cô hãy khích lệ con cái của mình để cho con cái của mình được an tâm đi lo việc của Chúa. Bởi vì đây là lời mời Chúa mời gọi dân hiến trọn vẹn cho Chúa để Chúa có thể sử dụng cho công việc của Chúa là việc phục vụ đàn dân của Ngài. Cho nên đồng thời trong cùng lúc nhân danh giáo phận cảm ơn Chúa và con cũng là lúc xin Chúa và con tiếp tục đào tạo cái con của mình và mình đã dâng hiến cho Chúa để con của mình biết nhớ lo việc cho Chúa lo việc của Chúa tôi xin thay mặt cảm ơn tất cả gia đình của các thầy phó thầy. Kính mời công đoàn đến để lắng nghe thêm lần cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa đã kêu gọi các con để phục vụ con người trong hội thánh, ban cho các con đầy lòng thiện cảm đối với mọi người, nhất là tôi luôn nhờ ai đau khổ và đói nghèo. Chính Người đã ban cho các con nhiệm vụ cao sản phúc âm Đức Kitô. Xin Người phù trợ các con để khi sống theo lời Người, các con là những chứng nhân chân thành và nhiệt tình của Người. Người đã làm cho các con trở nên những người ban phát các mầu nhiệm của Người. Xin Người giúp các con noi gương con của Người.
là Đức Giêsu Kitô mà phục vụ sự hiệp nhất và bình an trên thế giới. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lời son chúc anh chị em đi bình an. Chúng con kính mời Đức Cha, quý Cha vui lòng ở lại chụp hình đưa biệt với các tân phó tế và sau thánh lễ 15 phút kính mời quý Cha, tu sĩ nam nữ và quý khách cùng đến nhà thơ chủ viện chụp bức thư thân mật để chia sẻ niềm vui với gia đình chủ viện.